quý vị và các bạn, nhiệm vụ của bản thân mỗi ngành, mỗi lĩnh vực thì có rất là nhiều, nhưng khi mà tham gia vào xây dựng nông thôn mới thì phải có trọng tâm, trọng điểm. Đối với ngành thủy sản của tỉnh Vĩnh Long cũng vậy. Trong những năm vừa qua, đồng hành cùng với chương trình xây dựng nông thôn mới thì đơn vị này cũng đã có rất là nhiều dự án triển khai mang lại hiệu quả thiết thực cho bà con nông dân, giúp cho nhiều hộ nông dân có thêm nhiều cái mô hình nuôi trồng thủy sản để có thể là gia tăng cái lợi ích kinh tế của gia đình mình. Chương trình nông thôn mới ngày hôm nay chúng tôi xin phản ánh đôi nét về vấn đề này. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đây là mô hình nuôi lươn không bùn của gia đình ông Nguyễn Văn Hoàng ở ấp Dòng Dài, xã Chánh Hội, huyện Mang Thít. Giữa năm 2014, ông được dự học lớp tập huấn nuôi lươn thương phẩm không bùn bằng thức ăn công nghiệp do Chi cục Thủy sản Vĩnh Long chuyển giao. Sau thời gian nuôi hơn 10 tháng, lươn đã đến thời kỳ thu hoạch. Được biết, hiệu quả rất khả quan. Thuận lợi là nhờ cái chuồng heo cũ. Thì từ chỗ đó nên tôi đầu tư với chi cục là được 10.000 con lươn giống. Thì sau khi nuôi qua 10 tháng thì tính ra nó đạt sản lượng khoảng 100 hoặc hơn 110 gram cho một con. Theo bình quân cho cái giá thị trường thì nếu cái nó đạt thì giá 150. Còn nếu mà nó không đạt, nó có nhỏ lớn thì giá 120. Nếu mà so sánh ra một mô hình tính cho 2.500 con thì mình cũng lợi khoảng 12.500. Việc nuôi lươn không bùn có ưu điểm là nuôi được mật độ dày, dễ kiểm soát. Tuy nhiên, bà con phải dành thời gian chăm sóc kỹ hơn, theo dõi sát sao hơn, thường xuyên thay nước để tránh tình trạng nước bẩn, thiếu oxy, lươn sẽ chết. Với cách này, bà con chỉ cần làm một bể lót bạc đơn giản cũng có thể nuôi được. Một hình thức thứ hai có thể áp dụng nuôi lươn thương phẩm nữa, đó là nuôi trong bể đất có bùn. Mô hình này cũng được Chi cục Thủy sản Vĩnh Long chuyển giao cho bà con trên địa bàn tỉnh mấy năm qua. Nay cũng được nhiều hộ, đặc biệt tại các xã nông thôn mới, ứng dụng rất tốt. Nếu tính trên 10.000 con, sau thời gian 8 đến 9 tháng thả nuôi, bà con vẫn thu lãi 70 triệu đồng. Thật ra, các hình thức nuôi lươn thương phẩm đã được nông dân trong tỉnh ứng dụng từ nhiều năm qua. Thế nhưng câu chuyện về nguồn giống đạt chất lượng để phục vụ nhu cầu nuôi của bà con lại gặp khó khăn. Vậy nên, việc chuyển giao cho bà con nông dân về kỹ thuật sản xuất lươn giống là cần thiết. Năm 2011, dự án được đề xuất. Năm 2012 là thời gian triển khai tại các điểm mấu chốt trong tỉnh như Mang Thít, Tam Bình, Bình Tân, Trà Ôn, đặc biệt ưu tiên cho các xã nông thôn mới. Mô hình được bà con nông dân hưởng ứng rất nhiệt tình. Đơn cử như hộ của anh Nguyễn Minh Đời ở ấp 8, xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình. Anh chia sẻ, từ khi biết nuôi lươn sinh sản bằng phương pháp bán nhân tạo do Chi cục Thủy sản Vĩnh Long hướng dẫn đến nay, gia đình anh đã thật sự đổi đời. Cuối năm 2012, đó là năm đầu tiên anh nuôi thử nghiệm, quy mô 2 bể, mỗi bể là 24m² với hơn 100kg, tương đương 400 cặp giống bố mẹ. Hơn 10 tháng nuôi, lợi nhuận thu được trên 30 triệu đồng. Niên vụ 2013-2014, anh tiếp tục đầu tư mùa thứ hai. Lần này, diện tích bể nuôi tăng lên 300m², sản xuất 200.000 con giống, lợi nhuận đạt trên 400 triệu đồng. Và các năm sau đó, diện tích bể nuôi cứ tăng lên, lợi nhuận cũng tăng theo. Dạ, được mà cán bộ hướng dẫn tận tình nên mình thấy rất là đam mê. Tập huấn cho mình biết thế nào là con lươn đực, lươn cái, trứng sao, ấp đẻ hay sao, tạo cho mình cái chứng chỉ sản xuất giống nữa. Mình học được mấy buổi lâu không? Dạ, học khoảng cỡ hai mấy buổi, lúc đó thì vừa học vừa làm luôn. Điều đáng mừng là ngoài việc nắm được kỹ thuật nghề nuôi, anh còn được Chi cục Thủy sản giới thiệu lên website để tìm đầu ra. Như thế, anh Đời cũng như các hộ nuôi khác trong tỉnh an tâm sản xuất mô hình khá mới mẻ này. Như đã nói, tham gia vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, các ngành, các cấp, các lĩnh vực đều có những chương trình hành động của riêng mình với mục tiêu chung là giúp người nông dân gia tăng sản xuất, nâng cao thu nhập.
mấy năm qua đồng hành cùng chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, ngành thủy sản Vĩnh Long cũng từng bước đưa ra nhiều dự án hết sức thiết thực, tạo điều kiện cho bà con vùng nông thôn có thêm sự lựa chọn để phát triển kinh tế gia đình. Có thể nói, sau sự thành công của các dự án nuôi lương trên diện rộng đã tạo thêm động lực cho ngành thủy sản triển khai các dự án tiếp theo. Vào năm 2011 đến 2013, thì gần 3 năm thì chúng tôi có thực hiện cái dự án nghiên cứu về sản xuất lương giống bằng phương pháp sinh sản bán nhân tạo. Thì với cái kết quả của cái dự án này thì chúng tôi đã được cái giải thưởng là sáng tạo kỹ thuật mà chúng tôi đã chuyển giao cho người dân ứng dụng thực tiễn và để mang lại cái hiệu quả rất là thiết thực cho bà con. Đây là một cái động lực để mà chúng tôi có thể là làm tiếp những cái dự án khác. Mô hình nuôi lương được nhân rộng tại hầu hết các huyện trên địa bàn tỉnh. Bà con làm ăn hiệu quả, từ đó đã tạo dựng được lòng tin của bà con đối với các mô hình mà ngành thủy sản triển giao. Các mô hình tuy không xa lạ với bà con, nhưng góc nhìn của nông hộ đã thay đổi. Bởi lẽ, nhờ được tập huấn kỹ lưỡng, được cầm tay chỉ việc trong quá trình thực hành, nên họ tin rằng nuôi thủy sản ngày nay không chỉ bằng kinh nghiệm mà rất cần các yếu tố mang tính khoa học kỹ thuật cao. Chẳng hạn với mô hình nuôi tôm càng xanh, từ khi được áp dụng thực tế về việc nuôi tôm càng xanh toàn lực, bà con mới nhận ra rằng chính việc lựa chọn con giống có tác động rất lớn đến thành quả sản xuất. Đặc điểm của tôm càng xanh là tỷ lệ 50-50, nghĩa là trong 100 con giống, thông thường sẽ có 50 con cái, 50 con đực. Và khi thả nuôi, chỉ sau 4 đến 5 tháng, số con cái sẽ mang trứng và không lớn thêm, còn lại con đực mới lớn. Cho nên, dù được khuyến cáo nên nuôi con giống toàn đực nhiều năm nay, nhưng vì giá con giống trôi nổi rẻ hơn, đồng thời quá trình nuôi cũng chưa gặp thiệt hại nặng nề, nên bà con chưa chịu thay đổi. Cho đến khi được thực hành và đối chiếu lại, thì rõ ràng nuôi con giống toàn đực thì năng suất đạt cao hơn nhiều lần. Bởi vì ở đây xem như trên 95% con giống là con đực và chúng lớn đồng đều nhau, không phải thu tỉa sớm 50% số lượng con cái mang trứng như cách nuôi cũ. Biết được mấu chốt của vấn đề, mô hình nuôi tôm càng xanh sẽ không còn là nỗi băn khoăn của nhiều nông hộ khi muốn bắt tay nuôi đối tượng này. Cũng nằm trong các dự án chuyển giao các loài thủy đặc sản tại các xã nông thôn mới, mô hình chuyển giao kỹ thuật sản xuất giống cá sặc rằn và phát triển mô hình nuôi ghép cá sặc rằn với cá thác lát còm bằng thức ăn công nghiệp giai đoạn 2014-2015 xem ra có nhiều triển vọng. Các mô hình được chuyển giao đều thu kết quả tốt. Theo dự án, hai đối tượng này được nuôi kết hợp với nhau. Cá sặc rằn thả lan phía ngoài ao đất, còn cá thác lát còm thì được nuôi trong dèo. Trong ngày cho cá ăn từ 2 đến 3 lần tùy sự phân chia của người nuôi và chỉ cho cá thác lát ăn. Cá sặc rằn thì ăn các phần thừa thải của cá trong dèo. Đó là hình thức nuôi ghép tận dụng tiết kiệm chi phí thức ăn. Tuy nhiên, mô hình nuôi ghép hai loài này và mô hình sản xuất giống cá sặc rằn cần phải đi cùng nhau chứ không tách rời. Bởi theo phân tích của ngành thủy sản, con giống sặc rằn mua về nuôi rất khó thành công. Chỉ khi mua con bố mẹ về, sau đó chuyển giao cho người dân cách thức ép giống sinh sản tại ao nhà, thì tỷ lệ sống mới đạt cao. Do vậy, để nuôi loài này, cần phải biết tự sản xuất con giống. Riêng con giống thác lát còm hiện nay mua tại các trung tâm giống có uy tín thì bà con vẫn nuôi đạt, cho nên chưa cần thiết phải chuyển giao kỹ thuật ép giống. Còn việc vì sao phải nuôi ghép hai đối tượng này là vì đặc tính môi trường sống của chúng khá giống nhau, đồng thời còn phải tính đến hiệu quả kinh tế và vấn đề thị trường tiêu thụ. Các mô hình nuôi thử nghiệm đều đạt hiệu quả rất cao. Với 2.000 mét vuông, anh Nguyễn Thanh Hồng được hỗ trợ 10.000 con giống sặc rằn, 10.000 con giống cá thác lát còm và 30% chi phí thức ăn. Đến nay, sau hơn 8 tháng thả nuôi, anh đang theo dõi và nhận định cá lớn đều. Thác lát cho ăn ngày 3 lần, sáng, trưa và chiều. Thì trong khi cho cá thác lát ăn thì nó ra ngoài thì cá thác lát ăn luôn. Chứ cái cá sặc thì lúc nhỏ thì cho ăn, với lớn không có cho ăn nữa. Thì qua quá trình nuôi cá sặc rằn và cá thác lát còm á, thì trong quá trình cho ăn á, thì cá này nó hơi khó cho ăn và ăn nhiều lần, nó phát triển tốt và khâu chăm sóc kỹ nó mới đạt. Các mô hình nuôi ghép cá sặc rằn và cá thác lát còm với quy mô 10.000 con cho mỗi loại,
vốn đầu tư lên đến vài chục triệu đồng. Thế nhưng bà con vẫn rất tự tin để đầu tư tiếp sau khi dự án kết thúc. Nếu tính trung bình, mỗi mô hình như vậy, bà con thu lãi từ 70 đến 120 triệu đồng. Việc triển khai mô hình đạt hiệu quả cho bà con, có thể nói đây là vấn đề không khó. Điều quan trọng hơn là phải tính đến yếu tố bền vững cho mô hình. Có như vậy, sự chuyển giao mới hoàn toàn có ý nghĩa, có giá trị thiết thực cho nông hộ. Đồng thời với việc chuyển giao, thời gian qua, ngoài việc tìm kiếm đối tác, Chi cục Thủy sản còn lập trang web riêng cho các câu lạc bộ sản xuất các mô hình, gồm lươn thương phẩm, lươn giống, tôm càng xanh, để giúp nông dân có thêm nhiều đầu mối tiêu thụ. Tồn tại trong cái ngành nuôi của cái ngành nông nghiệp nói chung và thủy sản nói riêng là nó cũng một cái tồn tại này nó cũng đã góp phần cho cái ngành mình phát triển không bền vững trong thời gian qua. Đó là cái vấn đề mà tiêu thụ sản phẩm. Và đây là một cái khó mà của người nông dân mình, cho nên chúng tôi nghĩ rằng là cán bộ nông nghiệp nhưng mà thủy sản, nếu mà mình có trăn trở cái nỗi lo của người nông dân, mình có đồng cảm được thì mình sẽ có giải pháp. Chúng tôi trong cái khả năng của mình thì bằng nhiều cách chúng tôi lập ra một cái trang web của câu lạc bộ, thì chúng tôi sẽ chuyển tải thông tin lên trên đó những cái cơ sở nào mà sản xuất giống rồi nuôi thương phẩm mà có uy tín, có chất lượng. Rồi bên cạnh đó thì chúng tôi sẽ chủ động liên hệ với phối hợp với các cái tỉnh mà có cái nhu cầu tiêu thụ sản phẩm đó. Qua những cái buổi hội thảo và buổi tập huấn thì chúng tôi cũng giới thiệu những cái mô hình, những cái sản phẩm của Vĩnh Thủy sản của Vĩnh Long mình mà đạt cái chất lượng, thực hiện theo những cái tiêu chuẩn như chẳng hạn như là VietGAP. Đây rõ ràng là bước phát triển mới hơn, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao hơn với các dự án mà ngành thủy sản đã triển khai cho dân. Có thể khẳng định nhờ triển khai kỹ lưỡng, chú ý mỗi khâu, mỗi mô hình, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm cao của các bộ trong quá trình nhận nhiệm vụ, nên hiệu quả truyền đạt cho dân mang lại rất khả quan. Hầu hết các mô hình thí điểm tại các địa bàn đều thu được kết quả tốt. Bà con đồng tình hưởng ứng. Đã có vài chục hộ áp dụng thành công và làm giàu nhờ được tiếp cận học tập các mô hình này. Đặc biệt là tại các xã điểm nông thôn mới trên địa bàn như xã Mỹ Lộc, Sông Phú, Tân Lộc, huyện Tân Bình, Chánh Hội, An Phước, Mỹ An, huyện Mang Thít, Tích Thiện, Phú Thành, Hòa Bình, huyện Trà Ôn, Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm. Muốn mà triển khai thành công thì trước tiên thì cái mô hình đó nó phải có hiệu quả. Mà để chứng minh được cho cái mô hình có hiệu quả hay không phải căn cứ vào cái cơ sở khoa học và cái cơ sở thực tiễn để sản xuất. Để làm được những cái vấn đề này trước khi chuyển giao cho dân cho nó chắc thì chúng tôi hàng năm, đơn vị chúng tôi đều thực hiện những cái đề tài nghiên cứu. Sau khi mà nghiên cứu trong dưới cái quy mô nhỏ rồi thì chúng tôi sẽ xin chủ trương của tỉnh, của sở để mà triển khai những cái dự án cái quy mô vừa và lớn. Thì như vậy thì với cái sự mà kết hợp giữa cái công tác nghiên cứu khoa học rồi chuyển giao kỹ thuật và cái việc mà kết nối với lại mà tiêu thụ, thì tôi nghĩ rằng cái hiệu quả sản xuất của các cái mô hình nó sẽ được nâng cao. Và quan trọng hơn là trong cái quá trình mà chuyển giao thì chúng tôi luôn đặc biệt quan tâm đến cái vấn đề mà chất lượng sản phẩm. Bởi vì với cái xu hướng hiện nay thì nếu mà chúng ta sản xuất ra những cái sản phẩm mà không có đảm bảo chất lượng hoặc là cái giá thành nó cao thì nó rất khó cạnh tranh ở các cái tỉnh bạn. Tại vì tỉnh bạn mình có thì các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cũng có. Thế thì bây giờ mình phải tạo sự khác biệt trên cái sản phẩm của mình để mà tăng cái lợi thế cạnh tranh hơn, để mà giúp cho nông dân là sản xuất ra được những cái sản phẩm của mình mà bán được giá tốt, mà mang lại cái hiệu quả thiết thực cho bà con, để mà đóng góp vào cái tiến trình mà xây dựng nông thôn mới mà ở tỉnh ta đang thực hiện. Ngành thủy sản Vĩnh Long luôn xem công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao mô hình là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục của mình. Và với mục tiêu trọng tâm là đa dạng hóa các loài thủy đặc sản, phát huy tiềm năng và lợi thế nghề nuôi thủy sản tỉnh nhà, từng bước đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất ở nông thôn. Hàng năm, ngành đều có trong tay các dự án mới đưa vào thực tế với tổng kinh phí vài tỷ đồng. Chẳng hạn, cuối năm nay, ngoài các dự án sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 như nuôi tôm càng xanh toàn đực, nuôi ghép cá sạc rằn và thác lát còm bằng thức ăn công nghiệp, thì ngành cũng lên kế hoạch cho các dự án mới như hỗ trợ chuyển đổi nuôi thủy sản kém hiệu quả sang phát triển nuôi cá hô và chạch lấu
giai đoạn 2016-2018. Dự án phát triển mô hình nuôi cá chình bông trong ao đất giai đoạn 2016-2018. Cho đến hiện nay, các thử nghiệm về mô hình nuôi cá chạch lấu trên bể bằng thức ăn công nghiệp với mật độ nuôi khác nhau đã cho kết quả rất khả quan. Và đây cũng sẽ là hy vọng về sự thành công mới trong quá trình chuyển giao các dự án về cho nông dân trong thời gian tới. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình nông thôn mới của Đài Truyền hình Vĩnh Long ngày hôm nay đến đây là hết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. Thân mến chào tạm biệt.